Tiểu sử Hoàng Thùy Linh, từ nữ diễn viên xinh đẹp vượt qua scandal tình ái trở thành ca sĩ nổi tiếng. Hoàng Thùy Linh sinh ngày 11 tháng 8 năm 1988. Cô là một nữ ca sĩ, diễn viên kiêm người mẫu người Việt Nam. Hoàng Thùy Linh từng học múa 7 năm tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, khóa đào tạo diễn viên truyền hình của hãng phim truyện Việt Nam. Cô từng là ca sĩ phụ trong nhóm hát Thiên Thần, là người dẫn chương trình thiếu nhi Vui cùng Hugo của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Cô tham gia một số bộ phim truyền hình dài tập, chương trình truyền hình tương tác hay đóng phim quảng cáo. Vai diễn đầu tiên gây ấn tượng của Hoàng Thùy Linh đó là vai Thùy trong bộ phim Đường Đời dài 25 tập của đạo diễn Quốc Trọng. Sau đó, cô tham gia vào các bộ phim dài tập khác như Trò Đùa Của Số Phận của đạo diễn Huy Thuần, vai Lan trong Đi Về Phía Mặt Trời năm 2006 của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Năm 2006, Hoàng Thùy Linh thi đỗ khoa thủ khoa lớp đạo diễn truyền hình của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và tiếp tục theo học tại đây. Năm 2007, do có gương mặt xinh xắn và vốn dĩ kha khá trong điện ảnh, Hoàng Thùy Linh được chọn vào vai chính trong bộ phim Vàng Anh, trong phần 2 của bộ phim phim truyền hình tương tác Nhật ký Vàng Anh, vốn được nhiều người trong giới trẻ hâm mộ. Tháng 10 năm 2010, Hoàng Thùy Linh dính vào vụ scandal trong một đoạn phim ngắn quay cảnh nóng giữa cô và Việt Đát, bị một nhóm người phát tán và lan truyền trên Internet từ ngày 12 tháng 10 năm 2007. Vụ bê bối này đã gây xôn xao dư luận trong nước và cả báo chí nước ngoài quan tâm. Sự kiện này đã gây ra nhiều dư luận trái chiều. Rất nhiều học sinh tuổi Tinh đã lên tiếng xin tha thứ cho Hoàng Thùy Linh. Trong khi đó, những người khác, nhất là các bậc phụ huynh, đã lên án, phê phán rất nghiêm khắc và đi xa hơn là đòi cô phải có lời xin lỗi và hủy hàng loạt chương trình mang tính giáo dục, định hướng cho lứa tuổi vị thành niên. Ngày 14 tháng 10, đạo diễn bộ phim Nhật ký Vàng Anh chính thức tuyên bố tạm ngừng ghi hình bộ phim này. Trước đó, chương trình giải trí cho thiếu nhi Vui Nhộn cùng Hugo mà Thùy Linh làm người dẫn chương trình cũng tuyên bố thay đổi người dẫn. Năm 2010, tờ CNN đã xếp vụ tai tiếng của Hoàng Thùy Linh lọt vào nhóm 5 vụ bê bối hàng đầu châu Á. Sau vụ bê bối, Hoàng Thùy Linh vẫn tiếp tục hoạt động trên con đường nghệ thuật với vai trò là một ca sĩ. Năm 2008, ngoài hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, Hoàng Thùy Linh còn làm người mẫu ảnh quảng cáo thời trang và làm gương mặt đại diện cho một số trò chơi điện tử trực tuyến. Năm 2003, Hoàng Thùy Linh quay trở lại màn ảnh rộng với bộ phim Điện ảnh Thần Tượng của đạo diễn Quang Huy. Sau vụ tai tiếng, Hoàng Thùy Linh tạm lánh xa sân khấu một thời gian và trước khi trở lại với tư cách là một ca sĩ, hợp tác cùng với nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, Nguyễn Đức Cường, ca sĩ Đông Nhi, Hoàng Thùy Linh cho ra đời album Hoàng Thùy Linh vào năm 2010 với dòng nhạc dance pop. Năm 2011, Hoàng Thùy Linh tiếp tục sự nghiệp ca hát với album Đừng Vội Vàng. Cô hợp tác với nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Đĩa đơn Đừng Vội Vàng được ưa thích bởi giai điệu sôi động và có chất lượng âm nhạc cao. Tuy nhiên, video bài hát này lại gây ra nhiều tranh cãi. Trái lại, bài hát tiếp tục được thực hiện video là Ngày Không Anh lại được đánh giá cao về ý tưởng và vũ đạo. Tháng 10 năm 2012, Hoàng Thùy Linh tiếp tục được Lưu Thiên Hương trở lại thị trường âm nhạc với mini album Rơi cùng với single cùng tên. Single này được đánh giá rất cao nhờ phần sản xuất sắc sảo. Album Rơi còn là một album giúp Thùy Linh thử nghiệm nhiều thể loại âm nhạc khác nhau sau khi rất thành công với dance pop. Năm 2013, Hoàng Thùy Linh tung ra nhiều album được người hâm mộ đón nhận nhiệt tình. Năm 2014, Hoàng Thùy Linh trở lại VTV3 trong chương trình Bài Hát Yêu Thích. Đầu năm 2015, Hoàng Thùy Linh trở lại với MV Rất Diêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Nguyên. Sản phẩm thật sự khác biệt và khác với những MV trước khi chỉ tập trung vào vũ đạo và đặc biệt sự kết hợp của rapper Gogi. Năm 2016, Hoàng Thùy Linh tham gia chương trình The Remix mùa 2 và đồng thời ra nhiều bài hát được người hâm mộ đón nhận nhiệt tình. Sau nhiều năm hoạt động miệt mài, Hoàng Thùy Linh giờ đây đã có một sự nghiệp vững chắc với một lượng fan hùng hậu. Ngoài ca hát,
cô còn tham gia một số chương trình truyền hình và làm diễn viên trong một số bộ phim nổi tiếng. Ca khúc Bánh Trôi Nước của Hoàng Thùy Linh đã nhận được sự đồng tình khen ngợi của khán giả ngay khi vừa mới ra mắt. Trong năm 2019, ca khúc Để Mị Nói Cho Mà Nghe của Hoàng Thùy Linh đã tiếp tục gây được tiếng vang cực lớn, tạo thành một trong những hot trend và mang về cho nữ ca sĩ nhiều giải thưởng danh giá. Thừa thắng xông lên và liên tiếp, Hoàng Thùy Linh cho ra mắt một số ca khúc có chủ đề độc đáo như Tứ Phủ, Kẻ Cắp Gặp Bà Già, Khi Tình Yêu Đủ Lớn, Kéo Cả Kéo Kẹt, Em Đây Chẳng Phải Thúy Kiều và nhận được sự khen ngợi không nhỏ của khán giả. Năm 2019, Hoàng Thùy Linh trở lại với tư cách là một diễn viên với vai diễn Lam Anh trong bộ phim truyền hình Mê Cung được phát sóng từ tháng 4 cho đến tháng 8 trên kênh VTV3. Hoàng Thùy Linh cũng là người biểu diễn ca khúc cùng tên trong bộ phim. Tại giải thưởng âm nhạc cống hiến lần thứ 15, Hoàng Thùy Linh đã xác lập nhiều kỷ lục chiến thắng với 4 hạng mục trong cùng một năm. Ngày 1 tháng 1 năm 2022, Hoàng Thùy Linh cho ra mắt đĩa đơn Gieo Quẻ trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến tại Việt Nam. Sau vài ngày phát hành, bài hát đạt được top 1 trending trên YouTube, đồng thời leo lên vị trí cao tại các bảng xếp hạng âm nhạc tại Việt Nam. Ngày 23 tháng 12, Hoàng Thùy Linh có đêm diễn trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022. Năm 2023, Hoàng Thùy Linh trở lại với màn ảnh với vai diễn Yến trong bộ phim Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do của đạo diễn Bùi Quốc Việt. Đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại sau của Hoàng Thùy Linh sau 4 năm đóng phim Mê Cung. Có thể thấy, bằng tài năng của mình, diễn viên, ca sĩ Hoàng Thùy Linh đã vực dậy được quá khứ và từng bước khôi phục lại hình ảnh của mình trong ánh mắt công chúng. Hiện tại, Hoàng Thùy Linh vẫn là cái tên được nhiều người quan tâm nhất trong showbiz Việt Nam.